Nhà đất Hằng đi, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho căn hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và Hằng đi hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng đi đang có mặt tại một khu dân cư xây dựng mới gồm 50 căn nhà nè cả nhà. Với vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi, ngay trung tâm sát bên ngã năm luôn nha, cũng như là mình sát bên Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng luôn. Nhà mình thì thuộc địa chỉ là ngay trục đường Thống Nhất, thuộc trung tâm phường 11 quận Gò Vấp nè, cũng như là mình kế bên ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng luôn, để tiếp tục gửi khách hàng mình một căn siêu phẩm nhà phố đây. Đó, đợi Hằng đi một tí nha, em nghe máy phải nói là vô cùng đẹp luôn nè cả nhà ơi. Đó, căn này nha, mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài, kết hợp với những cái làm nhựa da gỗ, đèn trần chiếu sáng, trồng đầy đủ mảng xanh luôn. Nhà mình thì với kết cấu chuẩn là một trệt, 4 lầu nữa cả nhà, có ban công sân thượng bên trên, thiết kế phải nói là vô cùng đẹp luôn. Nhà quá sáng luôn này, được gia chủ thiết kế có 2 cửa ra vào lận. Khu này thì phải nói là vô cùng quen thuộc luôn rồi. Hôm giờ thì Hằng Ni cũng quay gần 5 căn bên trong này rồi nha cả nhà. Khu 50 căn phân lô, hiện tại thì có 5 căn vừa mới lên sóng luôn. Em quay để chúng ta cùng tham quan nè. Quá tuyệt vời luôn á cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn nè. Căn này thì em có quay rồi nha. Ngang diện tích lên tới 13m, chiều sâu vào là 6m. Gia chủ đang rao bán là 10 tỷ 800 triệu đồng, có thang máy và hồ bơi bên trong nhà luôn. Căn kế bên thì cũng 10 tỷ 800 triệu đồng luôn cả nhà. Diện tích là ngang 7 dài 7 nè. Và căn hôm nay Hằng đi giới thiệu khách hàng mình có diện tích là ngang 6 dài 9 mét nha. Đó, đẹp gì đâu luôn á. Không có chỗ nào để chê luôn. Và căn siêu phẩm hôm nay em giới thiệu khách hàng mình thuộc hướng chính là hướng nam, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch, cũng như cái hướng là hướng đông nam, hướng chính bắc và hướng chính đông nè. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô, bên trên gồm 3 phòng ngủ, trong đó thì chúng ta có phòng xông hơi và đặc biệt là mình có phòng chăm sóc da. Nhà này mà chúng ta mua về kết hợp mở spa phải nói là vô cùng thích hợp luôn cả nhà, kèm sân thượng, ban công vô cùng thông thoáng luôn. Khu này thì căn nào cũng đẹp hết, do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế, tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà cho khách hàng mình khi mua luôn. Căn hôm nay em giới thiệu là với mức giá là 10 tỷ 500 triệu đồng nha cả nhà. Đây căn này nè, giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Buổi tối lên đèn phải nói là vô cùng lung linh luôn. Vào đây thì mấy chục căn lận cả nhà ơi, chúng ta tha hồ lựa luôn á. Giá bán thì chỉ từ 10 tỷ 500 triệu đồng thôi. Đó, nhà mình thì đối diện có những cái hàng trúc nè, kèm khu vực công viên cây xanh vô cùng thông thoáng luôn. Chúng ta mua căn này thì chỉ về mà nghỉ dưỡng thôi, ngay sát bên công viên luôn á. Mình đi bộ chỉ khoảng vài bước chân thôi, khoảng 30 mét thôi là mình tập thể dục thể thao ngay sát bên công viên cây xanh luôn nha. Khu dân cư xây dựng đồng bộ nè. Đó, đường trước nhà của mình thì rộng 7m, hai xe ô tô xe tải chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Quá đẹp luôn. Khu này thì phải nói là vô cùng đẳng cấp luôn rồi nè. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nha. Căn này thì gia chủ mình đang rao bán có mức giá là 10 tỷ 500 triệu đồng nha cả nhà. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm 2 lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa nhôm sinh pha bên trong. Mình có 2 lối cửa ra vào nha cả nhà, một lối cửa chính nè để di chuyển khu vực ô tô vào bên trong và một lối cửa phụ. Có thể là khi mà chúng ta đóng cửa lớn mình đi bằng lối cửa bên đây cũng rất là phù hợp luôn. Cửa để di chuyển bằng xe máy vào nè. Đó. Bên trong thì thiết kế 2 lớp cửa lần rất là an toàn cho khách hàng khi mà sinh sống luôn. Cũng như khu này mình đã trang bị hệ thống camera rồi, vô cùng an ninh và an toàn luôn nha. Và em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Nhà mình lên tới diện tích chiều ngang là 6m nha cả nhà, chiều sâu vào là 9m. Đó, không gian khu vực phòng khách kết hợp với khu vực ra ô tô của gia đình mình đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có bộ bàn ăn 6 ghế nè, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Trong đó thì có đầy đủ các trang thiết bị nội thất rồi. Đây, bên trên trần của mình siêu lung linh luôn á, có trần chìm giật cách nè, kết hợp với đèn chùm, đèn led âm trần. Quá nét luôn á cả nhà, mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022. Khu này thì tập trung rất là nhiều kiến trúc sư hàng đầu quận Gò Vấp vào thiết kế luôn nha. Quá đẹp luôn nè, góc nào cũng đẹp hết á. Vào căn này mà lựa nhà thì phải nói là rất là suy nghĩ luôn á. Căn nào cũng đẹp, biết lựa căn nào bây giờ. Đó. Và mình có khoảng không gian khu vực toilet nằm ở phía cuối nhà luôn. Cầu thang di chuyển lên trên nè, ốp sát tường cho nên không gian sử dụng rất là rộng rãi luôn nha. Mình có tủ trưng bày nè, tủ để rượu, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn.
Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, chúng ta có toilet nè, bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà. Không gian tại tầng trệt phải nói là quá đẹp luôn. Gia chủ phải nói là vô cùng chăm chút cho căn nhà này luôn á. Giấy dán tường này là mình sử dụng, sorry cả nhà, mình ốp gạch luôn nha. Đó, tông chủ đạo là màu xám nè, vô cùng sạch sẽ và dễ lau chùi luôn. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 phía trên để tham quan tiếp tục ngôi nhà nhé. Đây, không gian khu vực cầu thang của mình thì được gia chủ mình ốp đá marble, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính nè. Phía dưới chân cầu thang của mình thì có đèn led âm luôn. Bức tường này để Hằng đi xem thử nha. Chúng ta sử dụng bằng tường gạch đó cả nhà, xong sau đó mình sơn nước sơn tường màu trắng lên, không phải là tấm BK đâu. Đó, cầu thang của mình nè. Khoảng không gian hành lang cầu thang của mình thì được gia chủ mình dán giấy dán tường nha. Và em di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 đầu tiên của gia đình mình để chúng ta cùng tham quan nè. Được gia chủ thiết kế làm phòng khách riêng biệt trên này luôn. Phòng khách kết hợp với không gian khu vực phòng chăm sóc da. Đó, đẹp chưa? Có phòng khách nè, sofa, bàn trà, thảm trải sàn, rèm màn cửa hai lớp. Mình có khu vực ban công chính chỗ ra phía trước kèm hai ô cửa sổ bên hông, vô cùng thông thoáng luôn á, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Ban công nhỏ nhỏ xinh xinh nè cả nhà. Chỗ ra khoảng chừng 40 nha, 40 sen. Đó, 4 tấc. Không gian khu vực phòng khách của gia đình mình đây, quá sang trọng luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Có sofa nè, bàn trà. Nhìn đẹp gì đâu luôn ha. Sofa theo màu xanh ngọc, không phải, sorry cả nhà, xanh dương nha, xanh dương đậm đậm kết hợp với màu vàng nhìn rất là đẹp luôn á. Và đây mình có kệ tủ trưng bày nè, tủ để rượu, có đèn led âm bên trong luôn. Gia chủ mình sử dụng chất liệu gỗ an cường có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng. Và đặc biệt có không gian khu vực phòng khách của gia đình mình được gia chủ thiết kế có phòng chăm sóc da riêng biệt bên trong luôn đó. Hay chưa? Có bồn tắm nằm nè, lavabo, gương soi, khu vực vách tắm riêng biệt luôn. Đẹp gì đâu luôn á, căn này không có chỗ nào để chơi luôn. Tủ quần áo bên trong nè, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Nhà này chúng ta có thể thiết kế làm tầng này mình làm phòng ngủ master đầu tiên cũng được luôn nha. Phòng khách thì mình dời xuống bên dưới á cả nhà. Đó, đẳng cấp chưa? Gương soi, lavabo nè, gạch thì ốp phun trần luôn, tông chủ đạo là màu xám nha. Quá đẹp luôn á. Này, mình làm phòng ngủ master phía trên này, mình để giường ngủ ở đây nè cả nhà. Có kệ tủ tivi, tủ quần áo đầy đủ hết rồi. Phòng khách này chúng ta dời xuống phía dưới nha, xuống dưới tầng trệt của mình á. Nhà không có chỗ nào để chơi luôn mà giá bán thì cũng rất là hợp lý luôn rồi. 10 tỷ 500 triệu đồng cho căn siêu phẩm này nha cả nhà, giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Đó, mình có tủ trưng bày nè, có đèn led âm bên trong luôn, vô cùng nét luôn á. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để tham quan tiếp tục nha. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng đi với số điện thoại bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà cho bán tốt nhất. Cũng như mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, rồi Vấp, quận Tân Bình. Và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy alo cho em nha. Đây, em đang có mặt tại không gian khu vực lầu thứ hai nè cả nhà, phòng ngủ master. Đó, chúng ta có giường ngủ nè, bàn trang điểm, kệ tủ tivi, tủ trưng bày, rèm màn cửa hai lớp, ban công chỗ ra phía trước kết hợp với khu vực ô cửa sổ đầy đủ hết rồi. Quá sang trọng luôn. Đèn chùm mà cũng rất là đẹp luôn cả nhà. Căn này chủ nhà có gu ghê á, thiết kế rất là nét luôn. Những cái đồ nội thất rất là hài hòa luôn cả nhà. Bên ngoài đẹp hơn trên video Hằng đi quay nhiều luôn nha. Đó, bàn trang điểm của mình á, gương này á, chúng ta bật tắt đèn được luôn nè, đợi Hằng đi một tí nha. À, em tắt nè, tắt đèn nè. Đó, mở nha. À, quá hay luôn á cả nhà. Đây, có tủ quần áo âm trần luôn, phun trần. Và không gian khu vực toilet bên trong nè, khu vực phòng xông hơi của gia đình mình, phòng ngủ master cũng rất là tuyệt vời luôn á. Có phòng xông hơi nè, khu vực bồn tắm nằm, lavabo, gương soi đầy đủ hết rồi. Mình có phòng xông hơi khô luôn nha, rất là rộng luôn cả nhà.
Nhà gia chủ rất là chịu đầu tư luôn á, chăm chút từng nội thất bên trong nhà luôn. Quá nét luôn nè. Tuyệt vời chưa, có bồn tắm nằm luôn nha. Lavabo kèm gương soi. Cái này là mình ốp những cái nhựa và gỗ á cả nhà. Hay ghê ha. Gia chủ mình chăm chút từng chi tiết luôn. Còn khoảng này á, là chúng ta ốp gạch nè. Gạch cao phun trần luôn, rất là dễ lau chùi á. Nhà quá đẹp luôn. Vào đây tới mấy chục căn lận biết lựa căn nào luôn. Bây giờ căn nào cũng đẹp hết á. Giá bán thì 10 tỷ 500 triệu đồng nha cả nhà. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 3 để tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Khoảng không gian khu vực lầu 3 của gia đình mình được gia chủ thiết kế làm hai phòng ngủ. Đây. Đó. Phòng ngủ đầu tiên nha. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo. Kết hợp với kệ tủ tivi, tủ trưng bày. Không gian khu vực bàn trang điểm nè cả nhà. Quá nét luôn. Cái gương bầu bầu nhìn rất là hay luôn ha. Bên trên thì vuông nè, xuống chiếu xuống dưới là bầu, nhìn nhẹ nhàng mà sang trọng gì đâu luôn á. Và đặc biệt đó là chúng ta có không gian khu vực toilet bên trong phòng luôn. Phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng hết á. Có bồn cầu, lavabo, gương soi nè, vách kính ngăn riêng, vòi tắm hoa sen, gạch thì ốp phun trần luôn. Gia chủ thiết kế rất là hài hòa luôn cả nhà. Tông chủ đạo là màu trắng nè, ốp gạch, thêm một mảng tường màu xám nữa, kết hợp với màu trắng. Nhìn bên ngoài nhìn rất là nhẹ nhàng mà sang trọng luôn. Đó. Quá đẹp luôn ha. Có tranh treo tường nè. Tranh này nhìn rất là hút mắt luôn á. Đẹp gì đâu luôn á. Và Hằng đi di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ thứ ba nha. Nếu mà tính thêm mà lầu 1 nữa là mình có 4 phòng ngủ luôn á nha. Nhà này lên tới 4 phòng ngủ luôn. Đó. Phòng ngủ thứ ba nằm ở phía trước nè, hoặc là phòng ngủ thứ tư cũng được luôn. Chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo phun trần luôn rồi, kèm toilet sử dụng riêng biệt bên trong luôn. Đây. Tuyệt vời chưa, đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh rồi. Nhà thiết kế rất là nét luôn á. Góc nào cũng đẹp hết. Nhà này á, do một anh kiến trúc sư tại quận Gò Vấp mình xây dựng lên. Anh này xây rất là nhiều nhà ở quận Gò Vấp luôn rồi. Ra căn nào bán căn đó luôn cả nhà. Mình có khu vực kệ tủ tivi nè, kết hợp với tủ trưng bày. Đầy đủ hết rồi. Quá tuyệt vời luôn nè. Và căn này thì gia chủ mình đang rao bán mức giá là 10 tỷ 500 triệu đồng nha cả nhà. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực sân thượng để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Và với khách hàng mình quan tâm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng Ly nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tìm đúng nhu cầu khách hàng mình đang cần. Và không gian khu vực sân thượng của gia đình mình được gia chủ thiết kế có phòng thờ ông bà tổ tiên, khu vực giặt sấy đầy đủ hết rồi. Đó bên trên trần của mình nè. Cô gửi kiến trời lên sáng trực tiếp cho ngôi nhà luôn. Và ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài nha cả nhà. Ô cửa cái này là gạch lấy sáng nha. Em di chuyển ra ban công phía trước nè. Đây, ban công có bàn trà kèm ghế ngồi đầy đủ hết rồi. Cây xanh rất là thông thoáng luôn. Quá tuyệt vời luôn, là những cái lam nhựa và gỗ đèn trần chiếu sáng. Vô cùng lung linh luôn á. Đây, Hằng đi di chuyển vào góc này nha. Mình còn một góc bên trong nữa nè cả nhà. Khu vực giặt sấy của gia đình mình đó. Đó, mình để máy giặt, máy sấy ở đây cũng như là khu vực sân phơi. Còn phía bên ngoài này thì mình thiết kế làm sân vườn trồng cây trồng hoa. Hay là khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ á. Đó, chúng ta có cầu thang tiền chế để di chuyển lên tầng tâm phía trên, nơi gia chủ đặt bồn nước bên trên nha. Và đây là mình có ô cửa sổ luôn. Hay ghê. Nhà rất là tuyệt vời luôn á. Đó, có những cái hàng cây nè. Đẹp gì đâu luôn. Lên đây mà tổ chức tiệc nướng phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn á. Góc nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Nhà này chụp hình ở đâu cũng đẹp luôn. Khu này phải nói là nhà quá đẹp luôn rồi. Tập trung rất là nhiều nhà đẹp luôn á. Vào đây thì mình chỉ có bà lựa thôi nha. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số điện thoại bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem, ủng hộ cho em.
Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.